Con sẽ cố gắng hết sức để thực hiện những điều đó. Và
đây, đây là con rùa của bạn con. Bây giờ bố mẹ con là Thủy. Ước mơ của con là sau này sẽ thi được trường kinh tế. Con biết là điều này còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà con sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng bố mẹ. Chúng con sẽ đỗ được đại học ạ. Chúng con chào bố mẹ. Con tên là Hoa, con muốn được trở thành luật sư và con sẽ cố gắng đỗ vào trường đại học luật Hà Nội. Mẹ tin tưởng vào con nhé. Con tên là Xuân, bác đã định hướng cho con thi vào trường luật mà thấy khó, nhưng con sẽ cố gắng hết sức. Mẹ tin tưởng con, xa thề. Con là Trinh, con có ước mơ muốn đỗ được vào trường đại học kinh tế quốc dân. Con biết là sẽ rất khó nhưng mà con sẽ cố gắng. Mẹ tin tưởng con. Con tên là Thảo Anh, nguyện vọng của con là đỗ vào đại học kiểm sát. Mẹ hãy ủng hộ con nhé, cảm ơn mẹ. Con tên là Nguyệt, năm nay con sẽ thi vào trường đại học kinh tế quốc dân. Con sẽ cố gắng để vào được trường và con muốn mẹ sẽ ủng hộ cho con. Chúng con sẽ cùng nhau đỗ vào đại học. Con tên là Thưởng. Con tên là Lương Hồng Anh. Con tên là Lương Hồng Anh, sau này con muốn lấy vợ. Con tên là Hồng Anh, con hứa sẽ không làm bố mẹ thất vọng, bố mẹ tin tưởng vào con. Con tên là Thưởng và con sẽ không phụ công của bố mẹ. Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn, tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Và tôi sống như đóa hoa này, và đang thương thương cho.